Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Công Thương và bằng quyết tâm cao của các đơn vị, sản xuất công nghiệp Ninh Bình tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng giá trị ước đạt gần 85,76 nghìn tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2019. Với quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo công tác chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, trong đó đã triển khai kịp thời gói hỗ trợ của chính phủ, gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, miễn giảm nhiều khoản phí, lệ phí. Cùng với đó, bản thân mỗi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cũng đã chủ động đổi mới, thích ứng với tình hình mới. Năm 2021, dự báo tình hình tiếp tục diễn biến khó lường, đặc biệt đại dịch COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Do vậy, đối với ngành công nghiệp, tỉnh xác định thúc đẩy phát triển trên cơ sở nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và tỷ lệ lấp đầy các khu cụm công nghiệp theo quy hoạch. Trong đó, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, có số thu ngân sách lớn. Tôi cũng xác định là sẽ bám sát vào cái nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh và của Bộ Công Thương để chúng tôi xây dựng một cái kế hoạch cho cái việc tập trung phát triển công nghiệp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, để mà làm sao là cố gắng thúc đẩy cái tốc độ phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới phải có một cái sự bứt phá mạnh mẽ hơn nữa, tạo thành một cái điểm nhấn. Với các giải pháp quyết liệt đồng bộ trong việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp đã thúc đẩy sản xuất, góp phần đưa ngành công nghiệp của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Mục tiêu phấn đấu tăng trưởng của ngành năm 2021 tăng 12,5% so với năm 2020.